Giọng đọc xứ Thu Hoa xin thân ái gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đang ghé thăm kênh YouTube của Misa USA. Mến chúc quý vị và gia đình một ngày mới thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Giọng đọc xứ Thu Hoa xin tri ân tất cả quý vị đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc. Rất mong được sự thương yêu và quan tâm của quý vị trong thời gian sắp tới. Xin quý vị hoan hỷ nhấn chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho người thân cùng bạn bè nghe để ủng hộ cho giọng đọc nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Trong giờ đọc truyện hôm nay, giọng đọc xứ Cơ Hoa xin mời quý vị cùng thưởng thức một truyện vừa rất hay nữa của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm mang tựa đề Ông Cử. Chúc quý vị có một buổi nghe truyện thiệt là thoải mái. Phần mở đầu. Truyện kể về ông cai tổng Ngô Minh Tâm. Ông vì thương một cô ả đào và vì quá tin vợ nên bị phá sản. Vợ ly dị dẫn theo con bỏ ông và lập gia đình với một người khác. Ông buồn rầu bỏ quê lên một xóm lao động ở Sài Gòn, sinh sống và tìm cách giúp đỡ những người sống chung quanh. Vì vậy, ông rất được họ tôn trọng và gọi ông là ông Cử. 10 năm sau, khi cô con gái của ông lớn lên, học xong và muốn lập gia đình, cô cần một giấy cho phép đính hôn của ông. Qua đó, ông Cử có điều kiện gặp lại người vợ cũ, cô con gái bây giờ đã trưởng thành và chàng rể tương lai. Hồ Biểu Chánh xây dựng ở đây một cốt truyện khá cảm động xảy ra giữa vợ, chồng, cha con trong cuộc sống của người dân lao động nhiều tình nghĩa, cuộc sống trần tục và ý muốn thoát ly của ông cai tổng Ngô Minh Tâm. Chương 1. Ở sát một bên kinh thành Sài Gòn, lại nhờ mấy năm lúa gạo cao giá làm cho cục kinh tế đâu đâu cũng thạnh phát, nên miệt Phú Nhuận mở mang mau lẹ. Ngày nay dân cư đông đảo buôn bán, xôn xao, xe hơi, xe điển rần rần, nhà gạch, phố lầu chấn chợ. Mà cách mười mấy năm trở về trước thì Phú Nhuận bất quá là một làng trọng trọng của tỉnh Gia Định vậy thôi. Tuy trong làng có một cái chợ kêu là chợ Xã Tài, ở giữa bên đường xuống cầu Kiệu, song cái chợ ấy leo heo, mỗi buổi sớm mai, bàn hàng nhóm thư thớt một lát mà bán cá, tôm, rau, thịt, sơ sị cho hạng bình dân ở chung quanh dùng hàng ngày, chớ không có món chi ngon, không có đồ chi quý. Dọc theo đường xuống cầu Kiệu thì có 5-3 tòa nhà ngói nền đúc, rào sắt coi sạch sẽ, mỗi chặng xa xa có một tiệm chợt bán đồ tạp hóa giống như các tiệm ở theo mấy chợ nhà quê. Còn bao nhiêu thì là nhà lá, hoặc phố lầu hay phố ngói mà vách ván cũ mềm, cất chân lộn với nhau coi dơ dáy mà lại không thứ tự. Hạng dân ở trong mấy nhà lá phố cũ này thường thường là những người chủ xe kiến hoặc xe song mã, sắm xe ấy để mỗi ngày đem xuống chợ Bến Thành mà đưa hành khách. Hai là những thợ hồ, thợ mộc, thợ nguội, thợ sơn, cùng tiểu công làm ăn, tiền ngày hoặc tiền tuần trong các sở, các hãng dưới Sài Gòn. Ba là những người mua bán hàng bông mỗi bữa lên vườn mua trái cây, bầu, bí, rau cải, gánh xuống chợ Bến Thành mà bán. Bốn là những bồi bếp ở dọn phường hoặc đi chợ nấu ăn cho tay. Lại còn có một hạng người nữa, hạng này đông hơn hết, ấy là hạng người không nghề nghiệp nhất định. Đờn ông có, đờn bà có, làm ngày nào ăn ngày nấy, gặp việc gì thì làm việc ấy, việc phải cũng làm mà việc quấy cũng làm. Đám bình dân lao khổ này thường thường 3 ngày rảo đi mỗi người một nơi, đi theo nghề nấy mà làm ăn, đến chiều tối trở về mà phần nhiều thì ghé quán của chị Năm Tiền mà ăn uống. Cái quán cơm của chị Năm Tiền đây dọn trong 2 căn phố ngói cũ, vách ván, cửa dây qua hông chợ Xã Tài.
Bởi bề ăn ở của dân trong chợ như vậy, nên mỗi quán buổi sớm mơi thường thưa thớt khách, còn buổi chiều lại đông đầy. Làm cho Năm Tiền là một người quá chồng, phải quay mòng mòng với hai đứa con, một đứa gái chừng 20 tuổi với một đứa trai 15 tuổi. Có bữa ba mẹ con bán tới 9 giờ tối mới rảnh được. Một bữa Chủ nhật, thợ cùng tiểu công các sở, các hãng đều được nghỉ, nên giờ ăn cơm trưa tụ nhau lại quán của chị Năm Tiền, gần vài mươi người mà ăn uống. Có người thì không có vợ con nên không đi nấu cơm. Có người tuy có vợ song mắt buông gánh bán bưng nên lại quán mua cơm ăn cho tiện. Mà có người trong nhà có vợ sẵn, vợ đã lo cơm nước cho mà cũng lại quán mua rượu uống, rồi lằng nhằng đến 1-2 giờ đồng hồ cũng chưa dứt. Chị Năm Tiền ngồi tại bếp mà kho nấu, đứa con gái tên là Con Cưỡng thì lo bới cơm múc cá không hở tay. Còn đứa con trai tên là Cô thì lăng xăng lo bưng dọn. Bàn này hai ba người ngồi ăn cơm, tuy gạo không được trắng, đồ ăn không có gì, song ăn coi ngon quá. Bàn kia năm ba người ăn rồi nên ngồi chơi, người hút thuốc, kẻ xỉa răng, nói chuyện ôm sòm, chửi thề vang rân, coi tự do mà tự đắc lắm. Phía trong có một tốp chừng mười mấy người, dụm nhau lại trên một bộ ván nhỏ mà đánh bài cào. Đàn ông có, đàn bà có, con trai có, con gái có, lời qua tiếng lại, cãi cọ inh ỏi. Chị Năm Tiền đang xới nồi cơm, chị nghe rầy lộn thì dây vô, tay cầm đũa bếp và chỉ và nói rằng: "Nè, tôi lập quán đặng buôn bán, chứ không có phải lập ra cho mấy người tụ lại bài bạc rồi rầy lộn đó đó. Chà chả, bộ đánh bài có mua thuế hay sao mà la chữ lên dữ vậy hả? Dẹp đi, nếu cãi tôi hả, đố khỏi tôi kêu lính bắt hết cả đám cho mà coi đó." Hai Cao làm cu ly trong nhà thuốc đường Catinat, nghe chị Năm Tiền rầy thì bỏ sòng bài, xốc xốc đi ra ngoài mà nói rằng: "Con Lãnh nó ngang quá mà không rầy sao đã. Chị Năm nghĩ coi, nó làm cái, mình đặt trên một cắt dưới 5 xu, nó hô tám rồi đùa hết hai tụ. Tôi xét bài, té ra nó có 7 chứ không phải 8. Nó biểu trả tụ dưới lại, nó không có chịu trả. Chơi xấu như vậy thì chơi dưới chó chứ ai mà thèm chơi nữa." Con Lãnh sắp lại xỉa ngay mặt Hai Cao mà nói la làng rằng: "Tao chơi với mày, sao mày dám nói tao chơi với chó hả? À, cái thứ đồ ngu, khéo nói bậy hả? Muốn xét bài thì hồi ta để xuống đó sao không có xét? Đợi nhập bài rồi mới xét cái gì hả?" Hai Cao giận đỏ mặt, hất tay Con Lãnh mà nói rằng: "Mày muốn làm phách với tao hả? Tao chẻ đầu mày ra cho mày coi. Thứ đồ đĩ thúi hả?" Con Lãnh nhảy dựng mắng rằng: "Mẹ mày con đĩ, bà nội mày con đĩ, chứ ai là đĩ hả? Đây, mày giỏi chẻ đầu tao, thử tao coi coi. Mày chẻ không được thì tao chẻ đầu mày lại đó." Ba Cam là chồng của Con Lãnh, làm thợ nguội ở sở Ba Son, nóng lòng nên bước lại xô Hai Cao mà hỏi rằng: "Cao, sao mày dám kêu vợ tao là con đĩ hả? Nó làm đĩ hồi nào mày phải chỉ ra cho tao. Mày ăn thúi với đàn bà có giỏi cái gì đâu. Như mày là anh hùng thì bước ra khỏi quán của chị Năm rồi nói chuyện với tao." Hai Cao nói: "Mày muốn binh vợ mày hả? Được mà, mày muốn chơi với tao thì tao sẵn lòng chơi với mày." Hai đàn thách đố với nhau, quyết đánh lộn. Trong quán ai nấy tự đứng vây quanh mà coi, làm cho có vẻ náo nhiệt lắm. Trong lúc lộn xộn ấy, thình lình có một người vóc cao lớn, mặt trắng trẻo, tuổi chưa quá 50, mà râu tóc đã bạc qua râm, râu hàm dưới để dài, hàm trên chút ngạnh tre, tóc hớt điệu manh ninh, đầu đội nón xám, mình mặc áo bành tô bố xám, quần vải đen mới, chườn mang guốc, tướng mạo phương phi, bộ đi nghiêm chỉnh, bước vô quán hỏi lớn rằng: "Làm cái gì mà trộn rộn đó hả? Bộ muốn đánh lộn hay sao? Ai rầy với ai vậy đó hả?" Ai nấy ngó lại đồng nói rằng: "Ông Cử, ông Cử, ông Cử." Rồi gian ra hết, để có Hai Cao với vợ chồng Ba Cam đứng đó mà thôi. Chị Năm Tiền nói rằng:
Hai Cao á với vợ ba Cam đánh bài rầy lộn rồi muốn làm dữ với nhau đó. Ông xử giùm chút đi ông Cự. Người mà ai nấy kêu là ông Cự đó đứng ngó Hai Cao với vợ chồng ba Cam rồi chau mày chậm rãi mà nói rằng: Bày có cái tài làm bậy dậy hoài à. Qua thường nói với em Út á, mình ở một chỗ như bà con một nhà. Nếu có việc gì xích mích thì lấy lời hòa nhã mà phân trần cùng nhau. Rầy lộn với nhau rồi bị cầm, bị bắt, ở tù, ở rạc, hay ho gì mà tranh đấu. Ông Cử nói dứt lời rồi kéo ghế ngồi dựa một cái bàn. Hai Cao với vợ chồng ba Cam áp lại, ai cũng muốn giành nói trước. Ông Cử lắc đầu khoát tay mà nói rằng: Không được, không được, giành nói lộn xộn. Ai cũng muốn được phần phải thì tôi biết đâu mà nghe. Thôi, để tôi hỏi thằng cô mới công bình. Cô à, chuyện sao mà anh gỗ như vậy đó? Đâu cháu nói lại rõ ràng cho bác nghe thử coi. Thằng cu là con của chủ quán bước lại nói rằng: Anh Hai Cao anh đánh bà với vợ mấy người kia, chị Ba Lãnh cũng xen vô đánh nữa. Tới quận chỉ làm cái, anh Hai Cao đặt trên một cắt dưới 5 xu. Chỉ coi bài rồi hô tám nên đùa hết hai tụ lại. Anh Hai Cao xét bài thì thấy có 7 nút chứ không có phải 8 nút. Ảnh đòi 5 xu dưới lại thì chị Ba Lãnh chị không có chịu trả. Hai đàn cãi cọ rồi gây lộn. Anh Hai Cao mắng chị Ba Lãnh là đồ đĩ thúi, chị không có chịu nhịn, chị chửi lại. Anh Ba Cam vô binh vợ gây nữa. Hai đàn thách đố muốn đánh nhau. Chuyện như vậy đó không có chi nữa hết á. Ông Cử lóng tay nghe rõ đầu đuôi rồi cười và nói với ba người gây lộn đó rằng: Dữ hôn á, có 5 đồng xu mà đến nỗi bắn chửi với nhau. Mai hôn á, đã lỗ đầu hoặc đổ ruột không có biết chừng nữa. Rồi á, có kẻ ở tù hoặc bị đài nữa. Em Út không có nghe lời qua, thiệt qua buồn quá. Mình á, là bọn nghèo khổ, nhiều khi đói không có cơm mà ăn. Đau không có thuốc mà uống, làm có dư 1-2 đồng thì để dành, phòng khi không có công việc làm hoặc là khi đau ốm có sẵn tiền mà nuôi thân. Sao có đồng tiền lại bài bạc chi vậy? Ngồi vô sòng thì mong ăn người ta, còn quên tính tới cái thua. Nếu thua rồi thì lấy cái gì mà nuôi vợ con, lấy cái gì mà ăn cơm mà làm việc đây? Mà giàu mình ăn đi nữa lại vui sướng vậy? Nội đây em Út đều nghèo hết thải, ví như có 1 đứa ăn, còn 5 đứa thua. Đứa ăn đó đành hớn hở lấy tiền mà để cho 5 đứa thua kia nó nhịn đói hàng sắc. Qua nói lần này là lần chót, qua không có muốn cho em Út đánh bài bạc với nhau nữa đâu. Còn cái việc vợ chồng ba Cam rầy lộn với Hai Cao lại còn quấy nhiều hơn nữa. Xá gì 5 đồng xu mà gây gỗ, gần móc hỏng với nhau hả? Dĩ như con ba này có bụng xấu ăn gian 5 xu thì thằng hai mày cười mà bỏ cho nó mắc cỡ, hoặc đi mét với chồng nó cũng được, chứ cần cái gì mà phải gây. Còn thằng ba có vợ mà không có biết xử, khi hai đàn mới gây với nhau, mày phải nghĩ một đàn là vợ, một đàn là anh em mà phân phải một chút cho rồi, chứ sao lại để cho tới mắng chửi nhau rồi mày xen vô mà cử với thằng hai nữa. Quay hết thải, cả ba đứa rầy lộn đều quấy cả thải. Mà hết thải em Út ở trong quán này cũng đều quấy cả. Bởi vì ba đứa nó có nóng nảy sanh ra rầy lộn. Sao anh em muốn cho ba đứa nó dập đầu chảy máu, rồi bị còng bị bắt, đặng anh em coi chơi cho vui hay chăng? Ai nấy đều gục mặt nín nghe, không biết lấy lời chi mà đối đáp. Ông Cử móc túi lấy ra 5 đồng xu để trên bàn mà nói rằng: Thằng hai nói con ba Lãnh ăn gian 5 xu. Thôi, qua thường cho đó, đừng có rầy rại với nhau nữa. Con ba Lãnh động lòng, liền móc túi lấy 5 xu ra mà nói rằng: Ông là cô bác, ông phân xử như vậy thì cháu phục lắm. Thiệt không có phải cháu ăn gian, mà thôi, để cháu trả tiền lại cho anh hai Cao. Chứ ông có ăn thua gì đâu mà phải thường. Ba Lãnh lại dây qua đưa 5 xu cho Hai Cao và nói rằng: Tôi trả tiền lại cho anh đó. Phải hồi nãy anh nói tử tế tôi trả tiền lại. Anh ào ào rồi lại mắng tôi là đồ đĩ thúi nên tôi mới nổi nóng chứ.
Hai Cao lấy 5 xu và cười và nói. Hồng Cử nói như vậy thì mình biết tụi mình đã bậy hết thải rồi. Thôi đừng có giận hờn chi nhau nữa. Mà từ rài sắp lên cũng đừng có đứa nào đánh bài nữa đi. Ba Cam bắt tay Hai Cao rồi dắt nhau lại ngồi nơi bàn để dựa vách. Người mà nãy giờ bọn ở trong quán kêu là ông Cử phân xử cuộc rầy lộn một cách êm ái, làm cho kẻ nóng phải nguội, kẻ dữ phải hiền, kẻ giận phải cười, kẻ quấy biết lỗi đó chẳng phải là ông gì hết. Ấy là một người thợ sơn làm việc tại hãng Tao Trúc, chuyên nghề sơn nhà, sơn cửa, sơn vách, sơn rào vậy thôi và ăn tiền. Một ngày được một đồng. Ông ấy mướn một căn phố lá ở phía trên, cách chợ chừng 50 thước. Ông không có vợ, không có con, nhưng có một người ở đậu tên là Ba Sang, làm nghề ăn bán dạo. Mỗi ngày mang một giỏ may xuống tiệm nào ở ngang chợ Bến Thành đó không biết, lãnh xà bông thơm, dầu thơm, phấn đánh răng, phấn dội mặt, bàn chải, vớ, dây nịch, mua xoa, mang đi các nẻo đường đến từ nhà mà bán. Ở nhà không ai nấu cơm, ông đi làm, trưa ăn cơm ở dưới Bến Thành, nhưng mỗi buổi chiều và chủ nhật thì ông ăn tại quán chị Năm Tiền. Ông đến chợ xã Tài đã hơn 8 năm rồi mà không ai biết ông tên họ là gì, gốc gác ở đâu. Nhưng ông ấy biết về nghề võ, già rồi mà sức khỏe còn mạnh, ông biết chữ An Nam, biết chữ quốc ngữ và lại biết nói tiếng Tây chút đỉnh. Ông biết thương xót và bênh vực kẻ nghèo. Ông hay giúp đỡ người bị tai nạn. Ông thường hay dạy dỗ kẻ khờ dại. Ông ưa can dứt đứa hung hăng. Trong chợ ai cậy ông viết thơ thì ông cũng viết. Ai cậy ông làm đơn ông cũng làm. Trong đám dân nghèo ở chung quanh chợ xã Tài, duy có một mình ông thông minh, hay chữ, đứng đắn, lại hòa nhã. Nên hồi trước người nào đó có tánh giễu cợt, mới kêu đùa ông là ông Cử, rồi tuyền tụng lâu ngày, hai tiếng ấy thành tên của ông. Mà ông cũng vui lòng nhận lãnh cái tên ấy, ông không phiền, không giận chi hết. Bữa nay, ông xử êm được đám rầy lộn đó, ông ngồi vuốt râu mà cười, bộ đắc chí. Con Cưỡng là con gái của chủ quán bước ra hỏi ông rằng, ông đói bụng hay chưa, đặng tôi dọn cơm cho ông ăn nha. Ông lắc đầu và đáp, chưa có đói, chờ một lát nữa thằng Ba Sang về rồi cháu dọn ăn luôn một hiệp cho khỏi thất công. Trong lúc ấy có một người đàn bà bước vô quán đứng ở giáo giác, thấy ông Cử bèn xốc xốc đi lại gần, móc túi lấy ra một phong thơ, miệng cười ngõn ngoẻn và nói, tôi được cái thơ này, ai gửi không có biết, xin ông làm ơn đọc giùm tôi coi thơ nói giống gì vậy. Ông Cử cầm phong thơ, coi ngoài bao thơ và coi con cò nói thơ ở Tân An gửi, rồi xé bao lấy ra một bức thơ mà đọc như vậy. Gửi lời cho con hay, má con đau nhiều lắm, chuyến này sợ không có qua khỏi. Đau đã hơn 10 ngày rồi, ăn cơm ăn cháo gì cũng không có được. Tía có rước thầy tí lên coi mạch, ngặt không có tiền hốt thuốc nên không có biết làm sao. Dưới này bà con mình ai cũng nghèo quá, nên không có biết cậy mượn ai. Nếu con có tiền, đem về cho tí mượn vài đồng bạc đặng tí chạy thuốc cho má con. Tới đâu hay tới đó chứ biết làm sao. Chừng lúa chín tí gặt, có lúa rồi thì sẽ trả lại cho con xài. Người đàn bà này tên Tư Thời, bán rau cải ngoài chợ. Chị ta đọc thơ rồi thì hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, lấy thơ xếp bỏ vô túi mà đứng trân trân không đi được. Ông Cử thấy người bi ai bối rối, ông động lòng nên ông hỏi, bà già em năm nay được mấy mươi? Thưa 65. Ở đâu vậy? Thưa ở gần Kỳ Sơn á. Em đi xe lửa xuống Tân An rồi mướn xe ngựa về được. Em đi chuyến xe trưa đây thì 4 5 giờ chiều em sẽ về tới nhà. Thôi, em về sửa soạn mà đi cho sớm đi. Tư Thời đứng lặng thinh một hồi rồi nói, có một đồng bạc đi xe tiêu hết thì còn cái gì mà chạy thuốc.
Chị ta bẹo bạo lấy vạt áo mà lau nước mắt, rồi thủng thẳng bước ra cửa. Ông cử kêu lại mà nói rằng: "Em không có tiền, thôi để qua cho em mượn 2 đồng bạc nha." Ông nói xong liền móc bóp lấy ra 2 đồng bạc mà đưa cho Tư Thời. Tư Thời ngồi bẹp xuống đất lại ông mà tạ ơn. Ông cản hết sức cũng không được. Tư Thời lấy 2 đồng bạc ra đi. Những người trong quán bàn luận. Người nói chắc chị ta về kịp, kẻ sợ bà chịu không nổi. Tới bữa nay, kế Ba Sang sợt sợt bước vô, hỏi ông cử chờ lâu hay mau và hối con Cưỡng dọn cơm ăn kẻo đói bụng. Trong bếp lửa cháy đỏ lờm, chị Năm Tiền đổ vá vô chảo và chiên tiếng nghe xèo xèo. Con Cưỡng lau chén dọn cơm mà miệng cười chúm chím. Khách trong quán kẻ đứng người ngồi, đầu này cười, đầu kia nói, tiếng nghe không dứt. Ba Sang là một người vô đó trạc chừng 25-26 tuổi, mặc một bộ đồ ăn nam bằng vải trắng, chân măng guốc, đầu đội nón, tay trắng mà cũ đến nỗi rách. Nước da tuy đen song gương mặt vui vẻ. Ba Sang ngồi chung một bàn với ông cử, ngó vòng trong quán. Chào người này kêu người nọ, miệng cười hoài. Anh ta ngó quanh quất rồi kêu một người ngồi gần cửa mà hỏi rằng: "Anh Sáu Hy, anh kiếm chỗ làm được hay chưa?" Sáu Hy bước gần tới mà nói rằng: "Hôm nay đi cùng hết mà kiếm cũng chưa có được chỗ nào. Tôi tức quá, cặp rằng kiếm chuyện đuổi tôi, đặng đem thằng kia vô mà ăn tiền chứ có gì đâu. Tôi muốn cậy ông cử làm giùm cho tôi một lá đơn đặng tôi thưa nó. Nó đem người ta vô để nó ăn 1 tháng lương đầu, rồi nó kiếm chuyện mà đuổi mình. Có dễ tức hiền không chứ?" Ông cử cười và hỏi: "Cạp rằng đó tên là gì?" "Cạp rằng Lương." "Em nói nó đuổi em đặng cho người khác vô đặng ăn tiền, vậy mà em có bằng cớ chi chăng?" "Trong sở ai cũng biết hết á, hồi đó tôi cũng vậy, mới vô lãnh lương tháng đầu tôi phải đưa hết cho nó đó." "Phải có chứng cớ mới tố cáo người ta được." "Có chứng cớ chứ. Thằng vô thế cho tôi á, có nói với thằng Xô rằng cặp rằng Lương đem nó vô, nó phải chịu hết 1 tháng lương. Thằng Xô chịu làm chứng giùm cho tôi luôn." "Nếu mà thằng Xô chịu làm chứng thì được. Thôi để tối em lại nhà rồi qua viết đơn giùm cho."